Đấu trường ẩm thực trở lại với sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Hải Yến và nghệ sĩ hài Hữu Tín. Tại sao lại tới xoài của tôi chứ? Không, trời ơi, đồ ăn người ta nấu mà. Chạy miệng đi. Liệu họ có phải là những đầu bếp tiềm năng? Ta quen nhau đã bao lâu rồi? Trái đen luôn em có hay? Mùi bò ở đâu thôi thì thiệt. Cười thoải mái. Tí biết thầy lắc như nào không? Biết. Thầy lắc đó là cắt lúc lắc cái mọi người lắc. Không phải là vừa cắt vừa lắc cái tít như thế này mới tít. Đấy à? Không. Ai sẽ đem về chiến thắng? Đừng xoa em đêm nay. Chỉ bông chân. Đừng bỏ lỡ Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 20h05 tối chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018 trên kênh VTV9.